Đây, đây là hình ảnh Garden View đang chuẩn bị để trang trí Tết nè mọi người. Đây, giống cắt hành cắt rau không anh Son? Bếp trưởng đó. Bếp trưởng đó. Bếp trưởng giờ đi qua cắt giải luôn. Trời ơi, mượt mà. Mình cũng mua rất là nhiều dây ru băng rồi đó. Dây ru băng thì nhiều lắm. Quá trời luôn, mua tới 200 chuộng lần đây. Và bây giờ mình sẽ trang trí từ từ ha. Tuy nhiên thì bởi vì là dây ru băng nó khá là mất tiền á, cho nên là mình cũng mua rất là nhiều những cái vải như thế này. Và bây giờ nó còn cực công hơn nữa là giờ đứng cắt đây. Trời ơi, đâu đâu đâu, mỹ nhân đâu, mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân à. Là cậu thứ 10 của mình đó mọi người ơi. Khi mà mọi người về với Garden View Tiền Giang thì sẽ gặp cậu đầu tiên nha. À, còn đây là chiếc màn check in của Garden View đây. Thật là nhiều màu sắc đúng không mọi người. Bây giờ thì mình treo lên nha. Còn khúc này thì mình sẽ tự check in thử cho mọi người xem ha. Slow motion một chút xíu nè. Ồ, thật là lung linh đúng không nào. Trang hy vọng là dịp Tết này mọi người sẽ có dịp ghé đến Garden View Tiền Giang của Trang để có thể thưởng thức cái không khí trời thật là mát mẻ, thật là dễ chịu, cũng như là có rất là nhiều những cái địa điểm check in thật là đẹp ở tại Garden View Tiền Giang nha mọi người. Bán mình sẽ trang trí Tết nhưng mà chưa có xong nha mọi người. Có nghĩa là sẽ nguyên cái con đường này luôn, nguyên cái con đường này cho tới cầu luôn. Mình sẽ làm như vậy, mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì Trang sẽ thử khoác một bộ đồ mới để phù hợp với không gian hơn để nè. Mình treo ngang đây nè, đằng rồi nó thật là vô duyên. Đây là cái cây cũng được khoác áo mới. Ngày hôm nay là Trang mặc một cái bộ đồ rất là vô đúng không? Chị thấy vô không? Vô không? Qua bên này nữa nè. Đó, vô cái chưa? Hả? Đúng rồi, đúng rồi, nó là cái dây giăng ngang xong rồi nó rủ xuống vậy nè. Ngang 8 mét, dài 3 hay gì đó. Rồi đẹp, bên này là một cái cây. Một cái cây cũng rất là màu sắc luôn. Nhìn xô là Tết luôn á mọi người. Wow. Hello guys. Cái này thì phải dài một chút xíu. Còn đây là khách đến với Garden View của mình buổi chiều ngày hôm nay và nhận ra mình và đã chụp hình cùng với mình nè mọi người. Mọi người biết không, tuần này Trang từ Sài Gòn về tận 2 lần luôn á, là tại vì phải trang trí decor cho cái khu Garden View nè. Rồi ngày hôm nay lại có một đêm nhạc của Khắc Minh và Trần Kim Hải nữa. Mình lại thích tự tay decor trang trí hết tất cả mọi thứ, nhìn cho nó thật lung linh. Để hy vọng khi mà các bạn về hát thì các bạn cũng cảm thấy vui vẻ hơn, bởi vì cái không gian của mình rất là đẹp. Và đây là Khắc Minh nè, còn đây là Trần Kim Hải đó, mọi người thấy không? Bây giờ thì mình sẽ rap sơ với ban nhạc một chút xíu, rồi sau đó thì 6 giờ chiều nay mọi người sẽ cùng nhau có một cái đêm nhạc thật là ấm cúng, thật là vui vẻ cùng với nhau ha. Mọi người thấy hoàng hôn bên sông chiêu chiêu không nè? Bây giờ thì mình lắng nghe một chút xíu giọng hát của Khắc Minh và Trần Kim Hải nha. Chưa hạt nhiệm.
màu. Diêm bệ kết tế bệ cứng đồ, kia khoáng đồ khớp môi thông đề. Tu xeo, bê Kisses, kisses, kisses. Trang rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị khán giả cũng như là khách hàng của Trang đã đến với Garden View, nghe từ đầu đêm nhạc cho tới cuối đêm nhạc luôn á mọi người. Cảm ơn Trần Kim Hải, cảm ơn Khắc Minh đã về cùng với Garden View nha. Em coi chừng. Ôi trời ơi, cái mặt đẹp của tôi. Không sao, sao đã có DSDY. Không sao, đã có DSDY nha mọi người. Bất chấp mọi hiểm nguy, DSDY mang đến cho bạn một cảm giác thiệt là đó. Khúc này là xong chương trình rồi đó mọi người, chị em chúng tôi đang tiểu phẩm với nhau để giới thiệu kem DSDY của nhà Khắc Minh nha. Đây, và bây giờ là chúng ta sẽ vào cái nhà này, và đây là một cái bàn khai trương cái nhà ăn mới này luôn, một cái chỗ mới này luôn. Bây giờ là cũng đã 10 giờ đêm rồi. Đó, đây một mình một cõi. Yes, nhậu trong cái nhà gỗ này và nhìn ra bờ hồ nha mọi người. Bạn Lương ơi, chúng ta đang không? À, và ở trên này thì cho mọi người xem là có một cái lầu nữa ở trên. Ở trên có bật đèn chứ em? Có bật đúng không chị? À. Lên trên này là một tầng nữa. Yes. Đó. À, buổi chiều thì mọi người sẽ thấy là cái hoàng hôn nó ở phía này, phía ngoài này nè mọi người. Buổi chiều hoàng hôn phía ngoài này ha. Cho nên là ngồi dưới và ngồi bên này thì thấy được bầu trời rất là rộng. Mời mọi người đến với Garden View nha.